Imagina pa que coloco más. Anh, chỉ lên đi. What? Ừ, thôi, tao chán em rồi, tao không còn mua đâu. Không, anh phải dạy em đi chứ. Kệ mày nhá, tao đi ngủ đây. Hôm nay các cậu làm sao đấy? Nhìn mặt cậu kìa. Vâng. Con mèo. Hả? Đi đào khoai không? Hả? Đào khoai á? Hey, được đấy. Chờ tôi đi vào rửa mặt đã nhá. Thế tôi có lợi hại không? Được. Anh lên ơi, anh lên. À, xong rồi, xong rồi. Để mình đi luôn chứ nhỉ? Đi. Hello. Ê, ngáo ơi. Khoai ở đâu rồi? Đi. Hai anh em, chưa ra, đi đào khoai đây. Đi, lại đây kia. Đây vậy. À, đây rồi. To đúng luôn. Quá. Bé này sao đủ ăn? Oh no. Đi đặt nữa vậy. Khoai ạ, khoai ạ. Oh my god. Khoai của mình đây rồi. Có chuyện gì đấy? Có cái gì? Giọng là Miu, kêu đâu ấy nhỉ? Oh no. Nó bị làm sao mà kêu to thế nhỉ? À, nhìn này, xem khoai của em này. Ui giời ơi, mồm mày cứ gào mãi lên. Mày có hỏng khoai đâu to thế? Anh nhà em có siêu không? Thôi, bọn mình đi nướng khoai đi. Ui, thế bây giờ nướng ở đâu mày nhỉ? Anh ơi, ở đây mát thế này, hay nướng ở đây luôn đi. Được rồi, anh em, đi tìm củi. Chỗ này là đủ rồi anh. Anh em mình nướng thôi. Chơi luôn, thèm lắm rồi. Ôi, có lửa rồi, thích quá anh ơi. Ôi, xin xe nè. Không biết bao giờ thì chín khoai nhỉ? Em thèm quá. Theo kinh nghiệm, 23 năm nướng khoai của anh nha. Anh nghĩ phải tầm 1 tiếng mới chín được. Mày cứ chờ đi nhá. Đố mọi người biết tại sao khói nó cứ bay về bên tớ. Mày ngồi xuôi chịu gió mày. Tao ngồi gần mày còn cay hết cả mắt đây này. Không phải đâu, giờ tớ có su hút đấy. Giờ tớ có su hút đấy. Ý su hút như cậu ấy thì bọn tớ cũng chịu. Anh chịu nhỉ? Luôn. Anh ơi. Ông biết chín chữ các cậu nhỉ? Mình ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Chắc là không chín rồi anh nhỉ? Ừ. Từ nãy giờ cũng 1 tiếng rồi mà. Chắc là
chín rồi đấy. Ngoài anh em mày, bới khoai đi, không chịu nữa đâu, lắm ăn rồi. Bới ra đi. Ôi, các cậu ơi nhìn này. Ôi, thơm thế. Ôi, thơm thế nhỉ. Này, anh em ơi, ăn đi. Ba. Ui, quả này chín rồi. Ngon quá anh em ơi. Mùi này. Đúng rồi, khoai lâu rồi, vừa thổi vừa ăn. Thơm quá. Miu, đi phim. Mặt mày cũng bể này, đẩy lau cho nhá. Mặt mày cũng bể này, đẩy lau cho nhá. Ông sửa em bể quá, để em lau. Đẩy lau cho nhá, bà. Được rồi. Các cậu cười gì từ đấy? Không cười gì đâu, thôi ăn đi nhá. Hả? Bạn. Mặt Miu vẫn bẩn này, để tôi lau đâu. Mặt cậu bẩn quá. Dính này cả trái này. Thế hết rồi. Bẩn thế này, để tao lau cho. What? Ôi, thằng đây. Đây, mày thằng đây. Mày xem, mày có giống người rừng không? Các cậu ơi, mặt mình có gì à? No. Mà mọi người lại bảo mặt mình giống người rừng nhỉ? Mặt mày đen gì thế này, thì chẳng là người rừng thì là gì?